Sáng nay, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Hưng Yên. Năm 2023, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh tiếp tục chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương. Ban chỉ đạo cấp quốc gia sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại 20 địa phương. Ngay sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp tỉnh. Năm nay, toàn tỉnh có 15.388 thí sinh đăng ký dự thi. Ban chỉ đạo đã bố trí 667 phòng thi, 94 phòng chờ tại 32 điểm thi chính thức. Hiện nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai đúng quy chế và đảm bảo tiến độ đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục đôn đốc triển khai các nhiệm vụ, chuẩn bị điều kiện diễn ra kỳ thi, in sau đề thi, tổ chức thi và chấm thi theo đúng lịch trình đã đề ra. Trong tất cả các khâu đều phải thanh tra kiểm tra, cán bộ làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ban chỉ đạo rút kinh nghiệm từ kỳ thi tuyển sinh lớp 10, vận dụng linh hoạt vào kỳ thi tốt nghiệp. Đồng chí yêu cầu ngành công an tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi, phối hợp với ngành thông tin và truyền thông kịp thời phát hiện trường hợp gian lận thông qua sử dụng công nghệ cao hoặc các trường hợp thông tin sai lệch về kỳ thi. Ngành điện lực phải đảm bảo cấp điện trong kỳ thi, xây dựng phương án dự phòng nếu xảy ra sự cố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là phải tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, công bằng, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi, nhất là các đối tượng yếu thế.